Rất vui gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank SC vừa nộp hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE. Hiện nay thì cổ phiếu của Vietinbank SC đang giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã là CTS. Vietinbank SC có vốn điều lệ hơn 904 tỷ đồng, là công ty con của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank. Với tỷ lệ sở hữu là 75,64%, tương đương hơn 68,37 triệu cổ phiếu. Năm 2016, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Vietinbank SC lần lượt đạt 235,9 tỷ đồng và 102,2 tỷ đồng, tăng 0,6% và 7,5% so với kết quả đạt được năm 2015, vượt 20,3% lợi nhuận kế hoạch. Kế hoạch năm 2017 thì công ty đặt mục tiêu lợi nhuận gần 132 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với năm 2016. Thưa quý vị, ngân hàng bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank đã thông qua khoản đầu tư trị giá là 500 tỷ đồng mua trái phiếu của công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín Sacombrio với kỳ hạn là 42 tháng. Trước đó, cuối năm 2016, Sacombrio cũng đã lên kế hoạch phát hành trái phiếu để chuẩn bị nguồn cho kế hoạch kinh doanh. Tại đại hội cổ đông của Sacombrio năm 2017, Hội đồng Quản trị đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2016-2020, Sacombrio sẽ thực hiện nhiều kế hoạch và dự án nhằm phục vụ chiến lược phát triển. Do đó, Sacombrio sẽ đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư hoặc đối tác chiến lược để hợp tác dưới hình thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, giá trị phát hành từ 10 đến 20% vốn điều lệ. Năm 2017, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần là 2.514 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 208 tỷ đồng, cổ tức dự kiến là từ 7 đến 10%. Còn theo đại diện của Liên Việt Postbank, khoản đầu tư này là bước đi cụ thể hóa đầu tiên trong kế hoạch hợp tác lâu dài giữa hai bên. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, theo thông tin từ The Korea Economic Daily Hàn Quốc, tập đoàn Techgen của nước này đã gửi thư ngỏ ý muốn mua lại công ty Gemadep. Động thái này là một phần trong nỗ lực thiết lập mạng lưới logistics vững chắc của tập đoàn này tại Đông Nam Á. Trước đó, thì Gemadep cũng đang có ý định chuyển nhượng cổ phần tại một số công ty thành viên để tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời lựa chọn đối tác chiến lược có năng lực tài chính và kinh doanh để đưa công ty này trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cảng logistics và vận tải biển tại Việt Nam. Được thành lập năm 1990, Gemadep hiện có sở hữu hơn chục công ty con trong lĩnh vực logistics, khai thác cảng và phát triển bất động sản. Năm 2016, thì Gemadep đạt tổng doanh thu gần 3.744 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 443 tỷ đồng. Trong khi đó, thì Techwan là một tập đoàn lớn của Hàn Quốc ra đời năm 1950, hoạt động trong lĩnh vực sợi tổng hợp, dệt may, hóa dầu và chất liệu nâng cao. Techwan bước chân vào thị trường Việt Nam từ năm 1994 và hiện đang sở hữu nhiều công ty con, trong đó có công ty sản xuất giày Techwan Vina. Thưa quý vị, công ty CJ Cheseldan Corporation, thành viên của tập đoàn CJ Hàn Quốc, vừa trở thành cổ đông lớn nhất của công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu cầu tre sau khi nâng tỷ lệ nắm giữ vốn tại công ty này lên 71,6%. Vào cuối tháng 3 năm nay, thì CJ Cheseldan Corporation đã nâng tỷ lệ sở hữu tại cầu tre lên 51,6%, tiếp đó chi thêm 187 tỷ đồng mua cổ phần tương đương 20% vốn điều lệ từ Tổng công ty Thương mại Sài Gòn Satra để nắm giữ tỷ lệ như hiện tại. Với việc thâu tóm cầu tre, CJ Cheseldan tham vọng mở rộng chuỗi liên kết và phân phối trong ngành thực phẩm. Đại diện cầu tre cho biết, sau thương vụ này, doanh nghiệp sẽ thực hiện những thay đổi mang tính bước ngoặt như đổi tên thành công ty cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre, điều chỉnh bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh như chế biến rau quả, sản xuất các loại bánh từ bột và thức ăn chế biến sẵn. Chuyển sang những thông tin về thị trường chứng khoán thế giới. Thưa quý vị, Forward kết thúc phiên giao dịch ngày 23 tháng 5 trong sắc xanh, đánh dấu phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,21%, chỉ số S&P 500 tăng 0,18%, chỉ số Nasdaq tăng nhẹ 0,08%. Đóng góp nhiều nhất cho đà tăng của chỉ số Dow Jones là cổ phiếu của Goldman Sachs. Trong khi đó, dù cổ phiếu của Apple giảm nhưng chỉ số Nasdaq vẫn tăng nhẹ. Hôm 23 tháng 5, chính quyền của ông Trump cũng đã công bố kế hoạch cắt giảm 3.600 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 năm tới. Theo dự báo, kế hoạch ngân sách này thì mạng lưới an sinh cho người nghèo, người mới tốt nghiệp đại học và người nông dân sẽ bị thu hẹp đáng kể. Về thông tin kinh tế, doanh số bán nhà mới của Mỹ trong tháng 4 đã giảm tới 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn rất nhiều so với con số giảm 1,5% mà Reuters dự báo trước đó. Cuối tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ công bố biên bản cuộc họp vào tháng 5 và các nhà đầu tư hy vọng sẽ có thêm thông tin mới về kế hoạch chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương. Ông John Stadler, Giám đốc Dịch vụ Tài chính của PwC nhận định có thể Fed sẽ có một đợt tăng lãi suất vào tháng 6 tới. Chuyển sang thị trường chứng khoán châu Á. Thưa quý vị, tiếp tục đà tăng điểm của thị trường trong phiên hôm qua, chứng khoán châu Á phiên ngày 24 tháng 5 giao dịch khởi sắc với sắc xanh bao phủ khắp thị trường.
Kết phiên, chỉ số Nikkei và S200 giá tăng lần lượt 0,66 và 0,15%. Chỉ số Shanghai và Kospi tăng 0,06% và 0,24%. Mới đây, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ một bậc xếp hạng tín nhiệm của Trung Quốc từ AA3 xuống A1 và nhận định sức khỏe tài chính của Trung Quốc sẽ giảm sút đáng kể trong những năm tới, với mức nợ của toàn nền kinh tế tiếp tục tăng, trong khi tăng trưởng tiềm năng thì đi chậm lại. Hiện chính phủ Trung Quốc đang tìm cách kiềm chế rủi ro tín dụng trong hệ thống tài chính, nhưng vẫn phải duy trì khả năng cho vay để giữ nền kinh tế có GDP trên mức mục tiêu tối thiểu là 6,5% trong năm 2017 này. Thông tin hạ bậc tín nhiệm Trung Quốc ngay lập tức đã ảnh hưởng đến giá đồng đô la Úc, vì Trung Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Úc. Tại Nhật Bản, thông tin từ tập đoàn Toshiba cho biết, công ty sản xuất điện hạt nhân của tập đoàn này là Westinghouse Electric đã thỏa thuận được một khoản vay 800 triệu đô la Mỹ. Cổ phiếu Toshiba tăng 8,36% sau thông tin trên. Một sự kiện quan trọng khác cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới thị trường trong tuần này, chính là cuộc họp của các nước xuất khẩu dầu OPEC vào thứ Năm ngày 25 tháng 5. Giá dầu hiện đã tăng lên cao nhờ kỳ vọng về thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu sẽ được mở rộng trong cuộc họp này. Kết phiên, giá dầu Brent tăng 0,37%, đạt mức 54,35 đô la Mỹ. Giá dầu thô của Mỹ tăng 0,33%, đạt mức 51,64 đô la Mỹ. Thưa quý vị, theo một báo cáo vừa được Viện Nghiên cứu Kinh tế IFO của Đức công bố, niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp tại Đức trong tháng 5 này đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1991 cho đến nay. Báo cáo được thực hiện trên 7.000 doanh nghiệp tại Đức và đa số các doanh nghiệp được khảo sát đều bày tỏ sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Cụ thể, chỉ số niềm tin kinh doanh đã tăng lên mức 114,6 điểm, cao hơn so với mức 113,1 điểm mà Reuters dự báo trước đó. Theo đánh giá của các nhà quản lý doanh nghiệp, tình hình kinh doanh hiện tại và triển vọng của họ trong 6 tháng tới sẽ được cải thiện rõ rệt. Nguyên nhân của sự lạc quan này phần nhiều đến từ ông Emmanuel Macron, tân tổng thống của nước Pháp. Bởi Pháp là đối tác thương mại lớn thứ hai của Đức, và chiến thắng của ông Emmanuel Macron được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới, các chính sách mới có lợi cho thương mại giữa hai nước. Thưa quý vị, hãng xe hơi Ford mới đây đã bất ngờ bổ nhiệm ông James Hackett, người đứng đầu mảng xe hơi tự lái của Ford vào vị trí giám đốc điều hành để thay thế cho ông Mark Field. Động thái này của Ford được cho là nhằm xoa dịu và khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư về triển vọng cũng như sự phát triển của Ford. 3 năm qua, dưới sự lãnh đạo của ông Mark Field, giá cổ phiếu của Ford đã sụt giảm đến 40%, giá trị thị trường của Ford hiện tụt xa so với giá trị của hãng Tesla và General Motors. Bên cạnh đó, thì doanh số bán xe của Ford đang có chiều hướng sụt giảm tại hai thị trường lớn là Mỹ và Trung Quốc. Vì vậy, hội đồng quản trị của công ty hy vọng vị giám đốc điều hành mới có thể đưa ra những chiến lược mới. Ngoài ra, thì sự thay đổi này của Ford cũng phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của hãng, khi thời gian qua Ford đã đưa vào một loạt các khoản đầu tư cho công nghệ mới, phát triển mạng sản xuất xe không người lái trị giá 4,5 tỷ đô la Mỹ, với hy vọng mảng kinh doanh này sẽ đóng góp vào triển vọng lâu dài của Ford. Sau thông tin trên, cổ phiếu của Ford đã tăng 1,4% trong phiên giao dịch đầu tuần. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật những thông tin thị trường đáng chú ý. Ngay sau phút giải lao, chúng ta sẽ cùng gặp lại anh Trần Văn Nam trong phần bình luận về những mã cổ phiếu nổi bật.